Vâng, xin chào các bác anh em nhé. Hôm nay là bên em tiếp tục về thêm cái bàn cắt gạch đời mới. Nó là sản phẩm của Lakata Taiwan. Thì hôm nay em sẽ video hướng dẫn cho anh em sử dụng cái bàn cắt gạch này. Đối với những dòng bàn cắt gạch khổ 80 thì mẫu nào hầu hết mẫu nào nó tương tự như nhau hết. Nhưng ở ngoài thị trường thì nó phân ra làm hai loại. Loại thứ nhất là một gióng vuông và loại thứ hai là hai gióng. Nhưng đa phần bây giờ khách hàng người ta toàn dùng lại một gióng là chính, bởi vì một gióng của nó là gióng này là gióng đặc này. Và cắt được gạch rất là cứng thì rất là khỏe. Còn cái lại dọc bàn cắt gạch mà gió của nó dòng tròn thì dòng tròn của nó sẽ là dòng rỗng thì nó rất là yếu. Đây là cái bàn cắt gạch đời mới, sản phẩm nó là Lakata này, NK800S này. Đấy, bàn cắt gạch đời mới này thì nó sẽ có cái bình dầu ở trên đỉnh này. Và khổ cắt của nó vẫn là khổ cắt 80, khung đế của nó rất là rộng. Cái bản đế của cái dòng Lakata này nó là bản đế 10 cm này. Nó rất là rộng đấy. Và rất là rộng nhé. Và cái đế của nó sẽ được sơn tĩnh điện màu vàng như thế này. Đấy. Khổ cắt 80 này và nó có thước đầu giữa và đầu thước khoảng cách này. Đấy, khung của nó này. Rất là hay nhá. Bàn cắt gạch Lakata đời mới này thì bên em đang giảm giá còn có 1.180.000 đồng là miễn ship toàn quốc cho anh em thôi. 1.180.000 đồng là miễn ship toàn quốc cho anh em. Anh em sẽ được tặng kèm thêm một cái lưỡi dự phòng nhé. Tức là một lưỡi thì lắp sẵn trên bàn rồi và một lưỡi dự phòng bên ngoài. Bàn cắt gạch Lakata đấy. Tất cả cái sản phẩm cái dòng Lakata này được sơn tĩnh điện này, chống rỉ, han rỉ này. Có cái bình dầu này, nhớt nó tự động nó chảy ra cái bi này và nó sẽ xuống cái lưỡi cắt này. Nó chống han rỉ lưỡi và khi mình cắt gạch nó sẽ ngọt và nhẵn, nó không xảy ra ba bia rất là nhiều. Đấy, bàn cắt gạch Lakata nhá. Thì đây, mã sản phẩm là LK800S này, 10 này. Đấy, Lakata này. Đấy, các bác nào quan tâm về sản phẩm hoặc là muốn mua sản phẩm thì liên hệ về số điện thoại của em ở trên màn hình 0975842993 và 0326514830 nhé. Hoặc là để lại số điện thoại dưới video này. Bên em sẽ tư vấn cụ thể cho các bác anh em nhận hàng. Mình được xem hàng rồi thanh toán tiền cho ủy tá nhé. Cái bàn cắt gạch Lakata 1.180.000 đồng là miễn ship toàn quốc cho anh em nhé. Vâng, cảm ơn các bác đã xem hết video của em trong ngày hôm nay. Xin hẹn các bác trong những video tiếp theo nhé.